Chào cả nhà nha. Hôm nay gia đình mình ăn bún với thịt nướng. Rồi, bây giờ hai vợ chồng mình ăn nha. Tại nhà bây giờ còn có hai vợ chồng mà. Rồi mời cả nhà dùng nha. Rồi lấy bún trước em. Thì mình không có làm gì thì chỉ có chút xíu thôi. Bữa hôm nay là giá thì không có. Về ăn rau với thịt. Không phải ăn rau với thịt với dưa. Với cải này được rồi. Này ghép cải vô. Ăn tạm rồi, dạ tạm. Không dám tạm đâu, cũng có đầy đủ hết mà tạm gì. Nhưng con cái không có giá thôi ha. Cũng ok mà. Mùa dịch này là ở nhà nấu ở nhà ăn nè. Mấy cái này á thì ở ngoài chợ là cũng không có nha cả nhà. Cái này là chỉ ở nhà làm được thôi á. Ở bên đây không có tiệm quán giống như Việt Nam của mình đâu. Đó, cho nên nó là có không có bán loại này nữa, không có bán hủ tiếu này kia rồi. Chỉ là nước mắm nè. Gấp mấy cái vô trước đây. Dưa. Cái rau thì của đứa em làm cùng việc làm nó tặng. Rau này rau gì anh? Rau tí tô với rau húng cây với lại rau má. Rau giúp cá chứ không phải rau má. Rau giúp cá. Cho nên nó là ba loại rau mình làm chung. Ở đây mình không có nướng than mà mình nướng bằng lò đó cả nhà. Sườn. Mời cả nhà ha. Ăn cũng ngon. Thôi ăn cũng thấy ngon cả nhà. Tại vì mình nuôi cục thịt nè. Nếu vừa có thịt vừa có sườn luôn á. Mình làm ra luôn. Thịt này hơi cứng ra nha. Hơi cứng hả? Thịt này hơi cứng hả? Tại tính làm thịt ba rọi mà thấy thịt ba rọi nó thịt ba chỉ á cả nhà, thấy nó mỡ quá cho nên nó không có làm, mua thịt này để làm thì chắc không cứng đâu, người nào có răng thì ăn rất được mà sao đâu. Hồi nãy mình ghim lấy tay dùng được nãy cho nó được dễ ghim nó đi ăn cho nó đã. Cái thịt này lâu lâu á, gia đình mình mới làm một lần. Tại vì ăn đông thì nó vui, mà ăn ít người thì đúng. Là biến làm. Nhìn cái tô cũng ngon ha cả nhà. Rau, có nhiều rau nó thơm. Trời bên ơi, hôm nay trời cũng nắng. Nhưng mà cũng có gió thổi á. Giờ ở đây là mùa thu á. Mùa thu lạnh rồi. Đây, ủa ăn không có giá, còn cái cọng. Chú tình tiệm nó còn có bán nữa, còn bán nữa. Còn bán là nhiều khi người ta không có làm á. Như là cọng. Nhiều khi ta không có lên làm hết á, chỗ này không có đi mua. Ăn cơm ăn cử này là cử chiều á. 3 giờ, gần 3 giờ rưỡi chiều rồi. Ừ. Tối rồi, có đau bụng nó ăn nữa. Ngày thường thường á, mình ăn cứng này thì mình không ăn nữa. Bụng mà ăn lâu tiêu cho nên nó lâu đói. Quên ha. Ăn đậu phộng không? Quên bỏ đậu phộng nha. Đậu phộng quá. Ăn này có đậu phộng nó cũng ngon. Thơm mà quên đậu phộng à. Cái thịt này nè mình cuốn bánh tráng cũng ngon lắm đó nha. Cuốn rau cuốn bánh tráng vô ăn cũng ngon lắm. Mình ăn bún ăn bánh hỏi cũng được. Lâu lâu ăn ngon quá. Ngon nó thiếu đậu phộng thôi thế ha. Đậu phộng ha. Thôi được rồi, ăn sắp rồi, ăn sắp hết rồi. Để bằng khác đi. Chọn được không? Gấp đại đi. Chua.
không có chua, để vô đây rồi, hết chua rồi. Cái này nước mắm mà. Bữa em làm rồi làm một cái trời ơi, nó chua mà nó tê đâm luôn. Bữa nay không có chua. Bữa nay ngon. Thôi được rồi. Trứng sổ được trứng một vài cho rồi. Lấy tay lên. Nói vậy không? Ừ. Dính cho cái cây nha. Dính cũng rồi. Nói rồi không? Nói rồi. Có rồi, có rồi. Tay sổ nè. Ở đây ở bên đây là coi như là muốn ăn đồ của Việt Nam thì phải tự túc ở nhà nấu, còn ăn đồ Tây thì ra ngoài nhà hàng, thì đây nó hạn chế là như là con cũng có ít có nhà hàng Việt nằm tại cái tỉnh này lắm, nhưng có một có nhưng mà ít lắm, có nhưng mà bán đồ tàu nhiều, không có bán loại đồ này đâu. Nó bán quán Việt Nam, bán bún, bán đồ, bán thịt đó. Thì ở tỉnh khác, thành phố khác thì nó có. Còn ở đây thì không có. Còn ai muốn ăn thì tự làm ở nhà ăn. Cũng có nhiều người làm ở nhà bán nữa. Bán ở nhà thì cũng giúp đỡ cho những bạn bè đó. Có ai có mua thì làm giùm, giống như làm giùm á, cho nên nó là cũng có. Nhưng mà người nào biết làm á thì phần đông người làm ở nhà hết á, coi như là ở đây là ai cũng biết làm, tại vì không có đồ mà ở đây không có nhà hàng, cho nên nó là ai cũng biết làm hết. Nhà hàng Tây thì nó bao la. Nhà hàng Tây thì nhiều. Mình ăn tô thứ hai rồi cả nhà. Ăn nhiều vậy mà không mập sao được. Mời kể. Ăn xong thì tính sao? Nó dọn ha. Như cả xương, giống như sườn đó mà. Cái này không có nhiều thịt. Cục nè. Bữa nay xài vậy, bữa nay xài giấy lau mặt cũng lên miệng bự quá trời luôn. Màu cam nữa chứ. Lâu lâu mua màu nó sốc hàng một chút mà. Thường thường xài màu trắng mà. Bữa nay xài màu cam. Mình chê thịt ba chỉ nó mỡ. Còn cái thịt này thì nó hơi khô. Tại nó không có mỡ. Mày khô. Có thịt ba rậu, thịt ba chỉ thì nó... Thịt ba chỉ nó ngon. Ngon. Nhưng mà thường thường á, làm loại cái thịt, cái bằng caria. Caria tiếng Việt là gì ta? Giống như cốt lết mà không phải cốt lết này nó mỡ chấm. Cái thịt đó hình như là làm cái này nó mềm hơn á. Tại vừa mỡ vừa thịt nó lộn, nó trộn chung. Ba chỉ cũng được. Ở nhà có cái gì thì làm cái nấy. Nếu mà mua ba chỉ thì phải đi mua, nhưng mà mua bây giờ cuối tuần lại mua nó không có đâu. Nó có thịt ngon. Mình muốn mua thịt ba chỉ thì mình mua trước. Nghe được cô gần cuối tuần là cái mua không được thịt ngon. Ở đây giữa tuần mấy ba có hạt về. Tại một tuần ấy tiệm Tây á, một tuần chỉ về một lần thôi. Giống như tiệm ta của mình cũng vậy, tiệm Á Châu cũng vậy. Một tuần người ta đặt về hàng về một lần thôi. Thì có ngày đó, thì hàng về. Chứ không có gì nhiều. Hồi bữa nay uống nước cam. Thường thường mình uống nước lạnh không à. Mình uống cái đuôi cam. Bữa nay uống. Đấy. No rồi. Không tên nữa mà. Để tối, để dành tối ăn tiếp. Mình ăn xong cả nhà ơi. Ăn xong làm gì? Ngồi coi tin tức, nghe nhạc. Thư giãn chút xíu.
nghỉ ngơi, bữa nay ngày chủ nhật nghỉ ngơi, mai bắt đầu tiếp tục hành quân nữa, đi làm tiếp. Bao máu phương tiện. Ở đây tốt ngày vậy không? Chủ nhật là ngày buồn nhất á. Rồi sửa sạn cho ngày mai. Rồi mình ăn xong rồi xin chào cả nhà nha, mình đi dọn dẹp. Đi dọn dẹp ha. À, chào cả nhà, hẹn thấy cả nhà. Vợ nấu thì chồng phải dọn dẹp chứ, phải không? Vợ nấu chứ ăn rồi thì giờ chồng phải dọn dẹp. Đàn bà lúc nào cũng ăn cũng chậm hơn đàn ông ha. Làm chỉ có mấy cây giờ mà hai chồng ăn cũng hết nữa. Để rồi mình bày ra mình làm nhiều mà lúc cuộc không ăn. Vợ chồng cái mai trinh đó là ăn xong rồi cả nhà. Cảm ơn cả nhà nhiều nha, đã bao lâu nay đã ủng hộ cho Mai Trinh nha, cho kênh của Mai Trinh Family Thị Điển á. Cho nên là bây giờ Mai Trinh rất cảm ơn cả nhà rất là nhiều luôn á. Thật sự là Mai Trinh rất là vui được làm quen với cả nhà. Rồi tâm sự với cả nhà chút xíu rồi, vậy Mai Trinh xin tạm dừng clip nơi đây nha. Và hẹn gặp cả nhà ở clip kế tiếp. Mai Trinh cũng rất mong cả nhà gần xa hãy ủng hộ cho Mai Trinh và đăng ký kênh cho Mai Trinh nha, giúp đỡ cho Mai Trinh rồi để cho Mai Trinh có động lực làm thêm clip mới nữa. Cảm ơn cả nhà nhiều. Bye bye, hẹn gặp lại.